Bismillah, Islam, bài trừ mê tín dị đoan. Không có việc tự lây nhiễm, điềm xấu do chim bay, do cú mèo kêu, do đó là tháng 2 xui xẻo, do sao hạn, do cung tuổi, do ma quỷ ám, không có trong niềm tin của Islam. Điềm xấu là gì? Điềm xấu là niềm tin bi quan về những gì xảy ra qua hình ảnh, qua âm thanh, ngày tháng hoặc những thứ khác tương tự. Trước đây người Ả Rập có thói quen tin vào điềm xấu, điềm xui xẻo bắt nguồn từ loài chim. Thí dụ, họ cho là xui xẻo khi nhìn thấy một số loài chim hoặc một số loài động vật như quạ, cú mèo hoặc mèo mung. Họ cho là xui xẻo khi nhìn thấy người khuyết tật. Họ cho là xui xẻo vào một ngày hoặc một tháng nào đó, chẳng hạn như tháng 2, tháng Safat theo lịch Islam. Họ cho là xui xẻo về con số 10 đối với người làm những điều bid'ah. Những người phương Tây thì cho là xui xẻo đối với con số 13. Họ cho là xui xẻo khi lỡ làm vỡ, làm bể, làm rơi một vật gì đó. Họ cho là xui xẻo về một cung mạng nằm ở một vì sao hay một cái ngôi sao nào đó, hay một cái tháp hay một vài nơi nhất định nào đó. Niềm tin may rủi này là điều tối kỵ, bị nghiêm cấm và bị loại trừ trong niềm tin Islam. Bởi nó là động lực hoặc là rào cản làm cho con người không tiếp tục công việc mình đang làm. Đối với những gì anh chị có thể tìm thấy trong chính mình, khi anh chị nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì đó tốt hoặc xấu, đó là vấn đề không bị đáng trách, trừ khi nó trở thành mầm mống cho vấn đề được leo thang hoặc vươn xa hơn. Bởi anh chị đã nhìn thấy được đó là tốt thì đó là điều bị cập. Liệu tin vào ma quỷ có ảnh hưởng đến tín ngưỡng của người Muslim hay không? Câu trả lời là có. Bởi nó làm suy yếu lòng tin phó thác cho Allah, làm cho mình đặt niềm tin vào thứ không có lợi cũng không có hại. Hỏi, tin vào ma quỷ là đại shirik hay là tiểu shirik? Câu trả lời, tin vào ma quỷ là tiểu shirik, làm giảm đi cái tín ngưỡng hoàn thiện bắt buộc. Bài thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đã nói, At-tiriyatu shirik, và người lặp lại như thế 3 lần. Nghĩa là, tin vào ma quỷ là điều shirik. Có đường truyền khác ghi rằng, La adwa wa la tiyara, nghĩa là không có việc tự lây nhiễm, điềm xấu do chim bay trong niềm tin Islam. Hỏi, người lỡ mắc lỗi lầm này cần phải làm gì? Đáp, cần phải sám hối ngay với Allah và từ bỏ ngay điều lệch lạc đó, và khuyến khích người vi phạm nói câu dua Allahumma la khayra illa khayruka wa la tayra illa tayru wa la ilaha ghayruka. Nghĩa là lại Allah, không có điều tốt ngoài điều tốt của Ngài, và không có may rủi và không có Thượng Đế đích thực ngoài Ngài. Hỏi, làm thế nào người Muslim tự bảo vệ được mình khỏi mầm bệnh tin vào may rủi? Những cách làm đó như sau. Thứ nhất, đặt niềm tin chân thành vào việc phó thác cho Allah tối cao, và nhất định tin rằng không có sự thay đổi ngoại trừ ý của Allah, và không có sự tốt hay không có điều xấu ngoại trừ Allah muốn. Thứ hai, củng cố đức tin vào niềm tin tiên định, tất cả đều do Allah an bài, không gì xảy ra ngoài những gì mà Allah subhanahu wa ta'ala đã sắp đặt. Thứ ba, biết rằng sự di chuyển của loài chim hay bất cứ thứ gì khác đều không ảnh hưởng đến quyền thống trị của Allah. Tất cả đều nằm trong tiền định và sự an bài của Allah subhanahu wa ta'ala, không có ngoại lệ. Đó là niềm tin đích thực của một người Muslim. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ.